Xung quanh đây toàn là homestay nghỉ dưỡng không á chị ha. À, resort luôn, có cả resort luôn chị. À, này, Happy Zen Farm này, đó. À, chị thẳng tới cuối đường anh chị nha. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở ngay xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. À, nay Điền có một cái sản phẩm đất vườn, à, nói chung là mặt tiền rất là nhiều luôn. Nói chung là cái mảnh này là view sông luôn chị ha. View sông này, mặt tiền nhiều này. Nói chung là rất thích hợp cho cô chú mình đầu tư phân lô này, đầu tư nghỉ dưỡng này, quá tuyệt vời luôn, nằm giáp ngay cái rừng nguyên sinh. Rất là mát, khí hậu rất là mát luôn chị. Vừa có suối này, vừa có sông này, vừa có rừng đó. Thực sự là nghỉ dưỡng thì đúng bài luôn chị. Thì cái mảnh đất đó đang ngợp với chị nha. À, thì xíu nữa Điền sẽ review chi tiết sau. Trước khi review chi tiết Điền sẽ giới thiệu sơ cái vị trí Điền đang đứng ha. Thì để Điền ra ngoài đầu đường ha. Đây. Thì cái đường ngoài này á, là đường trên Google Maps có tên là Phước Tân Hội Bài anh chị ha. Nói chung đường này mình sẽ đi thông ra được quốc lộ 5 đầu đầu này anh chị. À, để Điền ra ngoài đầu đường ha. Đây chị, Điền đang có mặt ở đầu đường này, này. Đó. Thì mình ra chút xíu đây này. Mình sẽ giao với lại quốc lộ 5 ha. Quốc lộ 5 thì anh chị biết rồi. À, rẽ trái mình đi biển Bình Châu này, xuống nước ngắm Bình Châu này. Còn rẽ phải mình sẽ ra trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phước Bửu. Đó. Thì từ đây mà ra trung tâm thị trấn Phước Bửu thì khoảng đâu đó là khoảng là 3 cây ha, khoảng 3 đến 4 cây thôi. Nói chung cái vị trí này thì gần như là gần nằm trung tâm huyện rồi. Đó. Còn tương lai ha, tương lai sẽ có con đường sẽ nối với lại đường này luôn, đi thẳng xuống biển luôn. À, tương lai mình đi xuống biển gần nhất là biển bãi tắm công cộng là Bông Trang chị ha. À, kế bên ngay biển Hồ Tràm thì di chuyển xuống khoảng 5 cây số thôi là mình đi được xuống biển Hồ Tràm Bông Trang chị ha. Đó. Nói chung tương lai là đi rất là gần luôn các chị đó. Còn hướng ngược lại đi quay đây, à, mình đi được Châu Đức ha, đi thành phố Bà Rịa ha, cũng như đi được thành phố Hồ Chí Minh và thành phố và Đồng Nai anh chị. Nói chung là đường thông thường ha. Đa số mà cô chị nào mà đi về đường đi về xuống nước Bình Châu hay là đi xuống đi biển Bình Châu này kia đó là đi đường này chủ yếu á chị ha. À, mình di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh mất 2 tiếng đồng hồ đi cao tốc á chị ha. À, hướng này ha. Và hướng này mình cũng như đi ra trung tâm xã Xuyên Mộc luôn chị, khoảng 2 cây số đến 3 cây số ha. Là ra trung tâm Xuyên Mộc ngay ngã tư chị. Đó, ở đó có chợ, trường học các cấp và ủy ban nhân dân này kia đầy đủ ha. Còn đối diện đây là công ty may mặc. À, công ty nói chung là cũng nhiều công nhân lắm chị, nay chủ nhật ha, không có làm. Đó. Còn xung quanh đây thì có rất nhiều nhà vườn nghỉ dưỡng anh chị ha. Trong đây có resort Bumkin này, đó. Nói chung là anh chị mà hay về đây thì sẽ để ý có cái bảng Bumkin Resort đó. À. Rồi bây giờ đi sẽ đi vào trong ha, review chi tiết. Thì bước sẵn mình cách cái đường này này, cái đường Phước Tân Hội Bài này đi vào khoảng 200 m thôi chị, đi bộ luôn anh chị ha. Đây chị ha, hiện tại Điền đang có mặt ngay vị trí bước sẵn của mình rồi chị. Đó. Nói chung là cái đường mình thì đường nhựa cơ bản nó là lòng đường là được 6 m rồi chị ha. Đó. Còn còn bên này thì người ta trừa vào ha, nói chung là để cho rộng đường rộng đất. Đó. Đó, bên này là khu nghỉ dưỡng resort của người ta chị ha. Đầu này cũng có nữa này. Đó. Rừng thì nằm sát bên đó chị. Thì trước khi review chi tiết thì Điền sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản trước đó chị ha. Đó. Rồi sau đó thì sẽ báo giá luôn. Tổng bất động sản mình thì đang có diện tích là 1.738 mét vuông chị ha. Đó. Và bám theo mặt tiền đường nhựa này, này là 51 mét 3 anh chị. Đó. 51 mét 3 anh chị ha. Đó, bám theo mặt tiền đường nhựa nha nha. Có ranh mốc rõ ràng anh chị ha. Đó. Ranh sẽ từ đây anh chị. Đó. Cái cạnh này sâu vào trong thì khoảng là 49 gần 50 mét đó anh chị. À, ở sau là mình giáp suối anh chị nha. À, giáp sông anh chị, sông này sông Hỏa anh chị. À, nói chung là chỉ có là Điền quay lay cam trên cao mới thấy rõ thôi, còn thực sự là cây cối hơi um tùm chút xíu. À, đó, qua bên này là 51 mét ha. À, cái hậu mình thì được là 40 43 mét, 43 44 mét anh chị. À, và tiếp giáp với mặt sông đó thì sông này sông Hỏa chị, nói chung là cái sông này là sông đổ nước ra cái chỗ hồ sông Kinh đó chị ha. À, hồ sông Kinh thì nằm dưới hồ Tràm đó chị, gần gần hồ Tràm đó. À, nó tới thì chắc anh chị cũng đã biết. À, lúc sau mình đi dài trải dài qua luôn nha. Nói chung mạnh này thì về nghỉ dưỡng du lịch thì quá tuyệt vời. À, tương lai cách biển thì khoảng 6 5 cây 6 cây đổ lại thôi. À.
Mình đi hiện tại mình đi xuống biển gần nhất là có hai biển ha, biển Hồ Tràm và biển Hồ Cấp. Đó, hai cái này nó vị trí nó cũng na ná nhau, gần nhau. Đây anh chị ha, bước sang mình sẽ qua tới ranh đâu đây anh chị ha. Đây, ranh mình lại tới đây anh chị ha. Đó. Có B40 ha, nói chung là xung quanh thì rào B40, nói chung là sơ sài thôi. Hồi trước thì hơi cố định chút xíu nhưng mà cũng đã cũ rồi, xuống cấp rồi. À, cạnh này à, sâu vào trong chỉ có là 21,7 m thôi chị ha. Tổng diện tích là 1.738 m², ha, 1.738 m², và đang có sẵn là 100 hộ cư đất ở đó chị. Lúc sáng mình thì đang phủ hồng một toàn bộ chị ha. À, nói chung là mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái, nhưng mà có sẵn 100 thổ cư rồi. À, mặt tiền thì quá nhiều, 51 m đó chị ha, à, quá đã luôn. À, và đi cũng xin được báo giá luôn ha. À, giá bất sản mình tổng cần bán là 4 tỷ 9 anh chị ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng. À, nhưng mà đang đang cần bán, đang ngợp anh chị. Đó. Hồi à, lúc trước thì à, thực sự ra những bất sản mà giáp sông, giáp suối này kia giá trị nó rất là đỉnh luôn chị ha. À, nói chung là gia chủ mình trước là cũng à, tính mua để nghỉ dưỡng đó. À, nhưng mà có cái là bây giờ à, kinh tế khó khăn anh chị, không có dòng vốn. Đâm ra cần bán cái gì ha. À, rồi mình đi theo đây ha. Nói chung bức sản này thì điền chủ yếu cho cô chị coi hình ảnh từ trên cao là nhiều. Tại vì trong đất thì đang đất trống, rồi cái nữa là cây cối nó cũng âm tầm đó. Đâm ra là điền không có quay cho mình thấy được cái suối đằng sau được, nhưng mà trên lay cao là có nha chị nha. À, bức sản mình thì đường xá với lại cái thế đất thì nó bằng phẳng so với đường anh chị ha, nói chung là cao ráo đó. Lùi tới đây là lại ngay đám tre này là giáp suối, giáp sông rồi anh chị này, sông Hòa anh chị. Tới đây ha. Đó, cạnh bên này 21,7 m này. Đó. Bờ rào này. Ở sau thì có lũy tre. Cái hiện tại là cái hồ sông cái sông Hỏa này á, hiện tại là chưa có kè, tương lai là nhà nước mình sẽ kè anh chị nha, kè lại, kè đập lại ha, để mà giữ đất mình và có một cái quy hoạch sông nó rõ ràng ra anh chị ha. À, thì hiện tại là cái sông Hỏa này ở trong khu vực thị trấn Phước Bủ là người ta kè đó, rồi còn ra ở ngoài cái khu vực xã này thì chưa, người ta chưa làm anh chị, chưa làm tới. Ừ, nhưng mà tương lai sẽ làm. Bức xạ mình nó kè nó sẽ không lấy vào đất mình nữa anh chị nha. Đất mình thì đang số liệu mới rồi, người ta đã trừ ra cái phần đó rồi ha. Đó. Chỗ này thì khí hậu quá mát luôn chị ha. Nằm đằng sau đây là ngay rừng nguyên sinh này. À, rừng nguyên sinh Phước Bủ Bình Châu này, ra quốc lộ 55 cũng gần nữa. Nói chung là điền quay xung quanh thì anh chị cũng có thấy rõ đó. Xung quanh toàn là resort nghỉ dưỡng không à. Đó. Nếu mà cô chú mình mà đầu tư mảnh này thì mình nên trừa vô một chút xíu ha, kiểu làm vỉa hè cho bất động sản mình thì quá đẹp, tạo một cái tiểu cảnh xanh ở phía trước nhà ha. Mình cái mảnh này thì nếu mà cắt nhỏ ra thì ít nhất là cắt được cắt nhỏ ra, cắt full luôn á thì được tổng là 5 lô gì ha, mỗi lô khoảng 10 mét. Còn mà mình muốn diện tích nhiều mình cắt khoảng 20 m hay 30 m thì cắt 2-3 lô thôi. À, nghỉ dưỡng quá tuyệt vời luôn chị. Cây cối hơn tầm chút xíu ha. Khí hậu ở đây mát rồi. À, rồi cô chú nào mà quan tâm bất sản này thì liên hệ điện nha, thì sẽ tóm tắt lại thông tin một lần nữa ha. Tổng bất sản mình là 1.738 m², có sẵn là 100 thổ cư đất ở anh chị ha, tức ở đại nông thôn, tại nông thôn anh chị. Nói chung là có đất ở mình xây dựng thoải mái, không cần phải xin giấy phép xây dựng đó anh chị ha. Đó. Bám theo mặt tiền đường này là 51 m ha. Đó. Và đang cần bán là 4 tỷ 9 anh chị. Giá sẽ có thương lượng ha. Chỗ này điện nước thì có đầy đủ ha. Đang sử dụng nước sạch rồi. Có điện một pha đi ngang qua luôn, điện 220 V có luôn anh chị. Đó. Gần công ty máy mặt đó. Ba pha thì nằm ngoài kia. Rồi điện cũng xin được dừng video clip tại đây nha. Lại cô chú anh chị những video clip lần sau. Cô chú anh chị nhớ nhấn cái kênh để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất. Xin chào.
I, the dancing, I, the dancing, I, the dancing.